Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 645 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng. Các trường hợp bắt mới có địa chỉ cư trú như sau: huyện M๊กai Nam 109 ca, huyện Dùng Trơm 68 ca, thành phố Bến Tre 172 ca, huyện Ba Tri 63 ca, huyện M๊กai Bắc 47 ca, huyện Bình Đại 99 ca, huyện Chợ Lách 18 ca, huyện Thành Phú 23 ca, huyện Châu Thành 42 ca. Ngoài tỉnh 4 ca, trong đó tỉnh Đồng Tháp 1 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Tiền Giang 1 ca, Long An 1 ca. Tổng số ca dương tính cộng dồn là 13.936 ca, cộng dồn F0 kết thúc điều trị là 6.531 ca. Trong ngày, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca tử dông do mắc COVID-19, cộng dồn số ca tử dông là 79 ca. Toàn tỉnh có 11.877 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 9.180 trường hợp, F2 2.622 trường hợp người về từ dùng dịch 75 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 17 trường hợp, cách ly y tế tập trung 30 trường hợp, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 11.830 trường hợp.